Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Nhân BB và mình xin chúc các bạn một ngày mới thật là nhiều vui vẻ các bạn ơi. Trời ơi, trận này mình đấu với thanh niên nước ngoài anh em ơi. Ok các bạn nha. Thì hôm nay thì mình sẽ chơi người khổng lồ anh em ơi. À, chơi hệ người khổng lồ, lâu không chơi người khổng lồ, chơi tí người khổng lồ cho nó phê anh em ơi, cho nó tê tê con người ấy. Nhưng mà không biết có thắng hay không các bạn ơi. Vì mình đang đấu với một dân chơi biển khơi nước ngoài anh em nha, mấy thanh niên nước ngoài. Nó có rất nhiều những cái bài đánh hay các bạn ạ. Đấy, nhưng mà không sao, mình vẫn đang hết sức là cố gắng đi các bạn ơi. Cố gắng này để đấu lại hắn đi các bạn nha. Ok. Mà để chơi người khổng lồ thì chúng ta sẽ phải chơi thủ anh em nha. Nâng cấp thủ các bạn ạ. Nâng cấp cái cung thủ ở trong nhà ấy, không có chứ. Đợi đến người khổng lồ lúc nó triệu hồi được nhiều thì rất là lâu các bạn nha. Và lần này mình chơi người khổng lồ và phù pháp sư hồi máu nha các bạn nha, kẹp cung. Đấy, dân chơi biển khơi nó phải là như thế các bạn ơi. Nâng cấp đảo vàng ấy, mình chơi kiểu nâng cấp đảo vàng luôn nha các bạn nha. Mình cộng thêm mang cái nâng cấp đảo vàng nữa và hồi máu một thành viên nữa nha các anh em nha. Hy vọng là mình sẽ làm lên được cái tò mèo rồi nó. Ôi ôi, team bạn đã chiếm được cái trụ rồi anh em nha. Kinh ấy. Gắt đấy, nhưng mà mình không quan tâm. Mình đã mang cái nâng cấp đảo vàng nữa thì cho team bạn chiếm đi. Ok, bạn chiếm đi, mình sẽ cố gắng xin nhiều dân ra anh em nha. Đấy, có kim cương mình sẽ nâng cấp người khổng lồ các bạn ơi. Ấy, nhưng mà mình cũng phải xin một thằng cung đó chứ. Check mắt xem nào team bạn chơi cái gì chứ đúng không anh em. Cứ bình tĩnh đã, cứ nâng cấp đã. Nâng cấp, ui, ít nông dân đào kim cương quá. Ít nông dân đào kim cương đó, à, thêm nông dân đào kim cương lên. Rồi, ok. Rồi, một pha nâng cấp đã hoàn thành xong. Cứ bình tĩnh, không đi đâu mà vội mà vàng. Gắt quá là toang đấy. Team bạn đã chiếm được cái trụ đá này nha các bạn nha. Khi chiếm cái trụ đá này các bạn biết rồi đấy, là có cả vàng có cả kim cương đấy nha anh em nha. Đây là mình phải chấp nhận thôi các bạn ạ. Mình chơi người khổng lồ mình không được hổ báo được. Hổ báo là đi đấy, cụ đi đấy. Cụ đi đấy. Cung nửa à, cung nửa, cung nửa. Cung nửa, cung nửa với chúng tôi à. Cung nửa với chúng tôi à. Cung nửa với chúng tôi à. Ui, thanh niên này nó múa dẻo các bạn ơi. Lé ghê quá. Lé gắt quá. Lé gắt quá. À, chơi cung nửa anh em nha. Ok. Mình chơi cung thường. Bạn ấy kinh rồi, bạn chơi cung nửa, mình chơi cung thường. Tân chơi biển khơi đấy. Biết chơi đấy anh em ạ. Nào nông dân ơi, đào vàng nhanh hơn nữa đây nào. Nâng cấp đào vàng như thế rồi mà đào vàng vẫn cứ chậm là sao ấy. Đào thêm kim cương nha. Đào kim cương nào, đào nhiều kim cương mà. Mình sẽ cho nùi thằng cung này về đây anh em ạ. Đấy, nùi thằng cung này về đây thôi. Đi, đi, đi. Tụ ở đây, tụ ở đây, tụ ở đây. Tụ ở chỗ này ha, đứng ở chỗ này. Đấy. Chứ đừng đứng lên cao quá các bạn ơi. Để khi kẻ địch mà xông lên là kẻ địch sắp mặt mũi luôn. Cung nửa mình xin pháp sư hồi máu ra. Bạn chơi cung nửa tôi chơi pháp sư hồi máu ra. Làm gì? Ui, pháp sư hồi máu tốn lắm anh em ạ. Tốn dã man luôn. Nâng cấp thêm một thanh niên cung ở trong nhà đấy nha. Đây, một thanh niên cung trong nhà được nâng cấp rồi nha. Tiếp tục thêm dần. Hôm nay mình lâu không chơi, mình chơi hơi chậm anh em thông cảm cho mình nha. Hơi củi bắp ngô một tí. Hơi củ bắp ngô một tí. Bây giờ vẫn chưa có một thanh niên khổng lồ nào. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Không biết bạn đã, bạn ấy chưa biết mình chơi cái gì các bạn ạ. Ê, căng ấy. Nhưng mà bạn ấy vào nhà mình hơi khó nha. Bây giờ có cung thủ của mình gần thủ ở nhà rồi. Nên vào nhà mình cũng không phải đơn giản đâu. Mình đang bòn tiền xin người khổng lồ anh em ơi. Nào đào vàng thật nhanh lên. Bây giờ có vàng là mình sẽ nâng cấp người khổng lồ cho to. Siêu to khổng lồ ra. Siêu to khổng lồ ra. Ok. Ok 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 baby. Ok baby, xin một dân nữa nha. Tiền nhiều để làm gì. Ui gã. Cứ bình tĩnh, bình tĩnh. Xin thêm dân, xin thêm dân. Người khổng lồ mình sẽ giấu đi. Đúng rồi, giống người khổng lồ đấy anh em ơi. Đúng rồi, giống người khổng lồ đi. Tí nữa sẽ cho team bạn một cái điều gì đó cực kỳ bất ngờ. Không đâu bé ơi. Ăn anh không dễ đâu bé ơi. Ăn anh không dễ đâu bé ơi. Đúng rồi, có tiền đúng không? Nâng cấp, mua luôn một người khổng lồ. Ăn anh không dễ đâu bé ơi. Xin thêm dân. Úi sợ ơi, quá nhiều dân luôn. Bạn ấy không biết mình đang chơi cái tò mèo gì các bạn ấy. Có thể bạn sẽ bị một cú lừa. Cú lừa, cú lừa, cú lừa. Dân đào kim cương khẩn trương nha. Thêm người đào kim cương đi các anh ơi. Sao ít người đào kim cương của em thế. Sao các anh ít đào kim cương của em thế. Tiếp tục nha. Lần cấp không? Lần cấp thêm phát nữa không? Hay xin thêm một phù thủy hồi máu nữa cho nó mắc của mắc luôn đi. Mắc của dân chơi biển khơi luôn đi. Người khổng lồ bây giờ mới nè nè vào 2 nha các bạn nha. Rồi lần cấp thêm phát nữa. Úi dồi ôi, tốn tiền quá. Tốn tiền của anh ơi, tốn tiền của em của anh ơi. Xin thêm một thằng cung nữa. Ok, xin một thằng nữa rồi. Ui, dẫu, trốn đi, trốn đi, trốn đi. Đừng đi ra ngoài đây. Ơ kìa. Má, thanh niên người khổng lồ này nó không. Trời ơi, các bạn ơi, người khổng lồ nó không. Nó không trốn đi các bạn ạ. Ê, có chết hay không? Đây, vậy thì đi ra tay. Đi đây, đi đây, đi đây, đi đây, đi đây. Lấp ở đây, lấp ở đây, lấp ở đây, lấp ở sau cùng đây. Lấp ở sau cùng đây, đừng cho ai phát hiện ra.
đừng cho ai phát hiện ra nhá. Đứng ở đây thôi nha, đứng ở đây thôi nha, ngoan nha, ngoan nha. Ngoan nha, người khổng lồ bị đất xin mình lấp ở đấy các bạn ạ. Rồi, trời khô máu bạn luôn. Thanh niên kia bây giờ đang rất là sung sướng nhỉ. Hắn đang có rất là nhiều vàng và kim cương từ cái chỗ này các bạn nhá. Tưởng thế nào, bình thường bạn ơi. Bạn có phải là dân chơi biển khơi đâu. Ok, mình cân tất. Rồi. Cứ các bạn là chơi cẩn thận mà, đừng để cho người khổng lồ được lâng cấp mắc lên là cân hết các bạn ơi. Không, nhưng mà mình vẫn chưa biết team bạn chơi cái gì anh em ạ. Cung nửa thì đúng rồi, đúng là chơi cung nửa rồi. Đấy, mình cũng có pháp sư hồi máu ở đây rồi. Mình ngại gì bạn đúng không? Mình có pháp sư hồi máu rồi, mình ngại gì bạn nữa. Úi giời ơi, người khổng lồ lâng cấp rồi. Người khổng lồ lâng cấp rồi, nhưng mà hắn vẫn không biết đâu. Nó gọi là mình lấp, mình giấu mà, giấu. Chưa thấy tấn công anh em ạ. Anh niên này chưa thấy tấn công luôn. Được. Thông dân đang đào vàng rất chi là fail luôn, rất chi là fail luôn. Đợi xin thêm mắc người khổng lồ lên xong rồi tấn công cho bạn bét tận nhà luôn anh em nha. Ok, anh em có đồng ý không? Đồng ý nha. Dân đã được nâng cấp mắc đào vàng rồi, người khổng lồ cũng mắc rồi, trong cung trong nhà thủ cũng mắc rồi. Bây giờ chỉ cần xin thêm người khổng lồ là mình đi quýnh thôi. Từ ra mình cũng hy sinh, có thể hy sinh nha, có thể hy sinh nha, xem nào team bạn thế nào. Ui trời, chết rồi. Về thanh làm sao bạn ơi, về thanh làm sao kia. Mắc cái thằng pháp sư mình ngáo thế, vật cái vòng lên. Về thanh làm sao. Ui chết ta rồi, phù thủy mình đi nhiều quá, phù thủy của mình đứt nhiều quá anh em ơi. Phù thủy mình đứt nhiều quá, mình đi mấy phù thủy nhỉ. À, chưa đi phù thủy nào, cứ bình tĩnh nhá, hồi máu đã. Có vẻ căng ấy, có vẻ team bạn bây giờ đã phát hiện là mình được chơi người khổng lồ rồi anh em ạ. Thôi không để team bạn phải chờ lâu, tấn công luôn. Đừng hỏi tại sao anh nóng nha. Rồi, chạy tụt quần luôn các bạn ơi. Bây giờ anh mới là người chiếm cái trụ này các chú ơi. Không đâu bé ơi, đỡ đam. Úi trời ơi, căng đấy nhỉ. Ui, đồ mình thế này mà vẫn bị tụt quần á. Rồi, ok, đây. Lên luôn. Ma sở bà ta nó vẫn đánh được anh em ạ. Chết rồi, người không lồ. Lồ mình to quá anh em ạ. Nó điều cung anh em nha. Điều cung cắt lắm đây, mình đang xin thêm người khổng lồ, xin thêm phù thủy anh em nha. Hồi máu cho thanh niên này thôi. Ôi thôi, ma hồi máu tê mà. Bực mình đấy. Các chú làm anh hơi bị bực mình đấy nha. Các chú làm anh hơi bị bực mình đấy nha. Đang chơi biển khơi. Đúng. Hồi máu đã. Bình tĩnh thôi. Không đi đâu mà vội. Mình đã nằm xuống một người khổng lồ anh em ạ. Càng đấy, đáng nhẽ mình phải thắng vào đấy. Đến ngày xưa mình quýnh là mình thắng vào đấy. Nhưng mà lâu mình không chơi, mình chơi hơi củi gà anh em ạ. Nào, phù thủy hồi máu rồi. Lên đi, còn chờ chi. À, càng đấy nhỉ. Phun phù thủy hồi máu luôn nha anh em. Tìm bạn chơi tanh, nó chơi nhiều Sparta quá anh em ạ. Gắt quá. Mắc chỉ được có 3 ngày khổng lồ thôi anh em ơi. Chết rồi, thế là hỏng rồi. Mình nói mình hồi máu hơi chậm với thằng người khổng lồ này không. Các bạn không còn tìm bạn là khóc luôn đấy. Gì có cửa anh em ạ. Phun người khổng lồ luôn. Đấy, phải nói hồi đầy nâu được không, đúng không anh em? Thế nó bị đau chứ. Xin thêm nha. Ôi, mắc rồi nha anh em nha. Không còn gì để chơi bời nữa rồi. Quyết định tập tấn công bằng 3 thanh niên người khổng lồ này và một đám phù thủy này anh em ơi. Rồi, ok. Ok ngon. Chơi đây. Nó cho một ít bit thằng đàn nó ấy là nó thí thôi. Nó nửa đấy. Nó lừa mình đấy, nó dụ mình đấy, nó check map xem quân mình thế nào đấy. Ui, nó bị vệt cây chứ bạn ơi.
điều khiển khó quá. Nửa tình anh à. Bơi hết vào đây. Ok anh em. Ok anh em. Bắn đi, bắn đi, bắn đi. Đỡ 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 đam, 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 đỡ đam. Đỡ đam, đỡ đam, đỡ đam cho anh. Đỡ đam cho anh, đỡ đam cho anh, đỡ đam cho anh. Đỡ đam cho anh. Phù thủy đấy, mình dâng hẳn phù thủy đến đây đỡ đam nha. Ôi. Ui giời ơi. Ui giời ơi, thế mà nó vẫn né được anh em ạ. Thế mà nó vẫn né được nhỉ? Đau quá nhỉ, đau nhỉ? Đau quá nhỉ, đau nhỉ? Kia kia kia. Tiếp tục phải cho phù thủy lên đỡ đam anh em ơi. Gắt quá, tình hình hơi gắt nha, mình chơi hơi bị trâu phù thủy hồi máu luôn cơ mà. Anh chơi hơi bị trâu phù thủy hồi máu luôn. Đặt vào vào mồm luôn, đặt vào vào mồm luôn. Rồi, sao? Còn lâu anh mới đi được nha. Ok. Ok baby. Rồi. Trời ơi, đúng là bao nhiêu ngày thủ đấy. Bây giờ anh cân lại luôn, anh bật lại thẳng tưng luôn nha. Bật lại thẳng tưng luôn. Làm nào. Rồi, team bạn bất lực nha. Ba người khổng lồ của mình đã cho team bạn biết thế nào nên độ. Bây giờ mình sẽ sử dụng hồi máu đây. Team bạn buồn luôn. Không sử dụng đâu anh em ạ. Tấn công cái tầm này không dùng được. Nhưng mà team bạn còn gì đâu. Team bạn còn gì đâu. Mà khóc với sầu anh em ơi. Đây, phù thủy cũng đi hết luôn rồi. Trời, tưởng thế nào. Buồn lắm các bạn ơi, buồn lắm các bạn ơi. Không còn quân luôn. Mình có hai thằng người khổng lồ nó cứ đập cái chỗ này thôi. Phù thủy cứ đứng ngoài hồi máu. Đâu không chơi các bạn ơi. Tại thanh niên này nó không chơi hệ tấn công nhanh nha các bạn nha. Nó chơi hệ tấn công nhanh là mình cũng hoang với hắn đấy. Nhưng mà hắn chơi không phải hệ tấn công nhanh các bạn ơi. Nên là mình chiến thắng một cách dễ dàng thôi. Ai bảo mình chơi người khổng lồ. Mình nhây phút cuối mà không anh em. Rồi xong. Xong đi nhá. Chia buồn với bạn. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết clip của Nhân BB. Và các bạn ơi đừng quên để lại cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh, giúp mình có động lực ra nhiều clip hơn nha các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của Nhân BB. Chào mọi người.